Tôi xin chia sẻ lại một chút để chúng ta có thể có những cái định nghĩa chuẩn mực về NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. NLP là cuốn cẩm nang về sử dụng bộ não cho người sở hữu nó. Nào, NLP là cuốn cẩm nang. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta ra đời, chúng ta lớn lên, chúng ta đi học các cấp học. Và học cấp độ nào thì chúng ta có, ví dụ như riêng môn toán chẳng hạn, thì nó có những cuốn giáo khoa của môn toán từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho đến lớp 12 cho đến vào đại học chuyên ngành toán chẳng hạn. Thì chúng ta phải có những giáo trình giáo cụ như vậy để chúng ta hiểu về cái ngành toán này như thế nào. Vậy thì NLP là như vậy đấy. NLP là những giáo trình giáo cụ nhưng mà nó hướng dẫn về bộ não của chúng ta để hiểu toàn bộ tất cả cuộc sống này, về con người này. Đấy, NLP là cuốn cẩm nang về hướng dẫn về sử dụng bộ não cho người sở hữu nó. Và một cách định nghĩa khác về NLP là NLP là những mẫu hình để phân biệt giữa tầm thường và xuất chúng. NLP là những mẫu hình để phân biệt sự bình thường và xuất chúng trong cùng một lĩnh vực. Nghĩa là nếu một ai đó biết được ứng dụng được NLP thì sẽ trở nên xuất chúng. Bởi vì NLP có đầy đủ những cái công cụ, quyền năng và vi diệu để chúng ta có thể ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực: về sức khỏe, về tinh thần, về trị liệu cảm xúc, về huấn luyện kinh doanh, về giao tiếp, về kết nối, về đàm phán, rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần đầu tiên đấy. Vậy NLP là gì? Nó gồm có ba cái cấu phần như thế này. Ba cấu phần. Đây, ba cấu phần như thế này. Và ba cấu phần này nó chia ra làm ba thứ này. NLP. Vậy chữ N đầu tiên này là gì? Chữ N đầu tiên là viết tắt của chữ neural. Neural, thần kinh tư duy của chúng ta. Thần kinh tư duy của chúng ta. Các bạn biết là mỗi chúng ta thì có một bộ não. Và trong bộ não này, chúng ta tiếp nhận toàn bộ những chất liệu của cuộc sống. Chúng ta bắt đầu được sinh ra, chúng ta bắt đầu tiếp nhận từ cái ngôn ngữ mẹ đẻ của đất gốc của chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu tiếp nhận những cái gì mà người lớn dạy bảo. Rồi chúng ta ra trường học, chúng ta bắt đầu được dạy văn, toán, lý, hóa và tất cả các môn khác trong cuộc sống này. Rồi chúng ta trải nghiệm cuộc sống này, trải nghiệm về các mối quan hệ con người, trải nghiệm về tất cả những sự kiện hiện tượng trong thiên nhiên, những tri thức trong cuộc sống này. Và tất cả nó nằm trong bộ não này. Nó gọi là neural. Tất cả nằm trong bộ não này. Vì sao mà tất cả những sự kiện hiện tượng đó nó có thể đưa được vào bộ não này? Bởi vì nó phải thông qua năm giác quan của chúng ta. Đó là gì? Đôi mắt, nó gọi là thị giác. Chúng ta phải thông qua đôi mắt để chúng ta nhìn thấy màu sắc, chúng ta nhìn thấy sự chuyển động của cuộc sống này. Chúng ta phải có đôi tai để chúng ta nghe tiếng động, nghe âm thanh và nghe được cái sự giảng dạy, giải thích rằng cái sự kiện hiện tượng kia là gì. Để chúng ta cũng đưa vào bộ não này để kết luận thành vấn đề của chúng ta, kết luận thành tri thức, kết luận thành trải nghiệm, kết luận thành trình độ, kết luận thành cái bản năng của chúng ta, thành những trải nghiệm để chúng ta ra quyết định. Rồi chúng ta có các giác quan khác, ví dụ như chúng ta có cái cảm giác, cảm nhận, rồi lại cảm giác. Cảm nhận là cảm nhận bên trong, cái cảm xúc bên trong. Còn cái cảm giác là cảm giác bên ngoài. Ví dụ như ta cảm thấy thời tiết nóng hay lạnh, đấy là cảm nhận. Còn cái cảm giác nó nằm ở bên trong, nó thuộc về tinh thần bên trong. Thì tất cả những cái đó. Rồi chúng ta có cái hai cái giác quan phụ nữa là gì? Lưỡi chúng ta nếm, rồi mũi chúng ta ngửi. Và năm cái giác quan đó là năm cái cửa vào quan trọng của bộ não chúng ta tiếp nhận thế giới này. Rồi sau đó con người chúng ta, tất cả những kiến thức, những kinh nghiệm nằm trong bộ não này, thì làm thế nào để có thể thể hiện ra cuộc sống này? Thì chúng ta phải dùng đến ngôn ngữ. Ngôn ngữ, linguistic, yếu tố thứ hai là linguistic, ngôn ngữ. Chúng ta phải dùng đến ngôn ngữ để chúng ta bắt đầu thể hiện cái quan điểm của mình, thể hiện cái ý kiến của mình. Chúng ta thể hiện cái cảm nhận của mình một cách có chủ đích của chúng ta, dựa trên những gì mà chúng ta đã nhận được, rồi chúng ta đưa ra những quan điểm, đưa ra những ý kiến của mình. Rồi khi chúng ta bắt đầu trở thành những con người trưởng thành, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống này,
thì chúng ta mới bắt đầu là gì? Thể hiện bản thân mình. Ví dụ chúng ta là người bán hàng thì chúng ta mới bắt đầu là dùng cái ngôn ngữ của người bán hàng. Chúng ta là nhà quản lý thì chúng ta dùng cái ngôn ngữ của nhà quản lý để nói chuyện với nhân viên. Chúng ta là một nhà kêu gọi đầu tư thì chúng ta dùng cái ngôn ngữ của nhà thu hút đầu tư để trình bày vấn đề với lại các nhà đầu tư. Thì đấy, chúng ta dùng ngôn ngữ, đúng không? Chúng ta có trải nghiệm rồi, chúng ta dùng ngôn ngữ để thể hiện chính mình, để kiến tạo nên cuộc sống này, thể hiện mình là ai trong cuộc sống này. Rồi tiếp theo, cái chương trình cái thứ ba này quan trọng, cái chữ P này, P này. Cái P này programming, đó là chương trình. Và cái bộ não của mỗi người khác nhau, có trải nghiệm khác nhau, có những dữ liệu khác nhau, môi trường khác nhau, thì sẽ kiến tạo nên những tư duy, những trải nghiệm, những trình độ riêng của bộ não của mỗi người. Và từ những trải nghiệm, những dữ liệu này, mỗi người cụ thể đó bắt đầu mượn ngôn ngữ để thể hiện mình. Và mỗi người thì thể hiện một cách riêng, đó là cái chương trình programming, chương trình. Và cái chương trình này, đó là cái chương trình giao tiếp, đó là cái chương trình thể hiện thái độ với cuộc sống này, với mọi người trong giao tiếp. Đó là cái chương trình mà một người bắt đầu nhìn thấy đề án, nhìn thấy dự án, nhìn thấy cơ hội, và bắt đầu đánh giá xem nó là rủi ro hay nó là cơ hội. Thì cái chương trình tư duy, nó gọi chương trình tư duy bên trong, để đánh giá đây là cơ hội hay rủi ro. Rồi khi gặp một người để giao tiếp thì chính cái chương trình này nó cũng quyết định này. Chương trình này nó quyết định, nó đi từ trong ra, là từ bộ não ra đến chương trình này, nó trở thành cái ngôn ngữ để giao tiếp với người khác. Thì chương trình giao tiếp này là kết nối với một người mới, hay là chương trình này là chương trình bán hàng, hay chương trình này là chương trình phối hợp làm việc với lại đồng nghiệp của mình, hay chương trình này là cái chương trình nói chuyện trong gia đình với nhau, giữa vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh chị em, hay chương trình này là cái chương trình giao tiếp giữa sếp và nhân viên. Thì tất cả nó đều phụ thuộc vào ba yếu tố này. Vậy thì ba yếu tố này của bạn, đây là toàn bộ chương trình của một người. Và một người này luôn luôn thể hiện mình theo một cái thói quen, một cái thói quen tư duy, một cái thói quen ngôn ngữ, một cái thói quen hành vi, một cái thói quen thái độ. Bởi vì nó đã là một chương trình được lập trình bên trong rồi. Nếu bạn không hiểu được, không hiểu được để mà thay đổi nó thì không thể nào thay đổi được. Nhưng mà phần lớn con người ta thì lại cứ nghĩ rằng đấy là mình, đấy là mình, và không thể thay đổi được. Và cũng muốn thay đổi đấy, nhưng mà lại nỗ lực đi tìm cái cách thay đổi kiểu khác, chứ không phải là cái thứ thay đổi mà có thể, những công cụ có thể thay đổi được. Vậy thì khoa học NLP là toàn bộ những mẫu hình đã được nghiên cứu trên 5.000 người xuất chúng nhất trên thế giới. Khoa học NLP đã được một lần nữa, đã khi bắt đầu khoa học NLP lại khởi thảo, thì bắt đầu những nhà ông tổ của NLP mới bắt đầu ra những cái công trình nghiên cứu từ xưa đến nay tổng hợp lại. Người ta tổng hợp rằng đã nghiên cứu những 5.000 cái trường hợp xuất chúng nhất trên thế giới này, đại diện cho các ngành, cho các lĩnh vực như là chính trị, kinh tế, xã hội, thể thao, giải trí. Họ nghiên cứu rằng bộ não của những người xuất chúng này, họ nhìn cuộc sống như thế nào, họ thiết kế cuộc đời của họ, thiết kế kế hoạch chiến lược của họ như thế nào, họ giải quyết những cảm xúc của họ, những cái lúc tồi tệ như thế nào, những cái lúc suy sụp như thế nào. Và những cái công trình của khoa học NLP này được tổng hợp từ những thế kỷ 17 cho đến tận hiện đại ngày nay, gộp hết những công trình này nghiên cứu về con người, hành vi con người, bộ não con người. Và khoa học này chỉ ra rằng con người chúng ta không khác gì một bộ máy. Và nếu hỏng chỗ nào, hay nếu được chương trình bên trong, nó một con chip bên trong nó như thế nào, thì nó sẽ giúp chúng ta hành động ra bên ngoài nó như vậy. Và chúng ta không thể nào khác được, bởi vì bên trong cái con chip nó đã quy định thế rồi, cái dung lượng nó thế rồi, mọi thứ nó như vậy rồi. Nếu chúng ta không thay đổi thì cứ hành động mãi như vậy thôi. Nên khoa học NLP một lần nữa là gì? Đây là khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh này, để kiến tạo nên sự vượt trội và xuất chúng cho con người. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cái điều đó. Và cái câu này ở trên tài liệu Wikipedia, các bạn hãy tra vào. Khoa học NLP được mệnh danh là khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh này,
giúp con người trở nên vượt trội và xuất chúng. Bởi vì khoa học NLP nghiên cứu rằng nếu một người mà cứ dựa vào những cái chương trình tự phát được đào tạo ra từ gia đình mình, từ làng quê mình, từ khu phố của mình, từ vùng miền của mình, rồi từ cái trường học của mình, rồi bắt đầu tự ra đời làm việc, tự ra đời bắt đầu kiến tạo sự nghiệp, thì các bạn biết rồi đấy, những nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng là cứ 1.000 hay là cứ 100 doanh nghiệp khởi nghiệp thì 95% đã phá sản trong một năm đầu tiên rồi. Vì sao vậy? Vì chúng ta toàn dùng tất cả những cái thứ gì gọi là tự phát thẩm thấu mà không cần đo lường, không cần gì cả. Chúng ta cũng học nhưng mà chưa đủ để có thể phòng chống rồi lên kế hoạch một cách chi tiết, một cách rõ ràng bên trong để nó kiến tạo điều đó ra bên ngoài. Và hôm nay chúng tôi muốn đi vào một cái module quan trọng này. Cái module mà cho thấy rằng là các chương trình của mọi người như thế này, vậy thì mọi người đang ứng xử ra sao trong cuộc sống này? Mọi người đang ứng xử theo cách này đây này. Tất cả chúng ta sinh ra đều có cái sức mạnh, đều có cái sức mạnh để hạnh phúc và thành công rồi. Không có ai là không có sức mạnh thành công, hạnh phúc và thành công ấy. Bằng chứng là chúng ta đều có một bộ não khoảng 3 tỷ neuron thần kinh để chúng ta sẵn sàng là nhận thức tất cả những tri thức vào bộ đầu chúng ta. Chúng ta có đầy đủ tay chân và chúng ta cũng lớn lên một cách bình thường để chúng ta có thể gì di chuyển, cầm nắm và hoạt động. Chúng ta có một cơ thể bình thường, là đôi mắt bình thường, đôi tai bình thường, cái miệng nói ra ngôn ngữ bình thường. Thì đấy là những cái nguồn lực cơ bản, những cái nguồn lực gọi then chốt để chúng ta thành công rồi. Ví dụ ngay lập tức này, tôi đang nói với các bạn bằng ngôn ngữ tiếng của tiếng gì đấy? Tiếng Việt. Vậy thì tiếng Việt chúng ta có 24 chữ cái thôi. Vì sao các bạn lại không thể nào nói được những cái điều như tôi đang nói? Đó là bởi vì bên chương trình bên trong của các bạn nó chưa có. Thì việc mà các bạn chỉ cần gì? Vậy thì khoa học NLP đã chỉ ra rằng gì? Đây là những mẫu hình. Thì cho nên bạn chỉ cần dập khuôn lại, dập khuôn lại những điều. Và tôi cũng lại dập khuôn lại của thầy tôi. Tôi dập khuôn lại những cái giáo trình của khoa học NLP để trị liệu con người, huấn luyện con người, cải thiện những năng lực của con người. Các bạn cũng chỉ cần làm việc đó thôi. Và tôi biết rằng các bạn cũng biết đâu đó trên mạng cũng lan truyền gì, là những cái chỉ dẫn của những người thành công, những nhà huấn luyện rằng gì, nếu bạn muốn thành công, bạn chỉ cần sao chép cái cách mà người thành công họ đã làm. Như vậy đấy. Và bây giờ chúng ta đi vào cái phần là con người chúng ta ứng xử như thế nào trong cuộc sống này. Ứng xử như sau. Tất cả chúng ta sinh ra đều có một cái hạt nhân sức mạnh như tôi vừa trình bày. Đó là chúng ta có một bộ não, chúng ta có đầy đủ chân tay và đầy đủ các giác quan. Và cái hạt nhân này được gọi là sức mạnh của chúng ta. Sức mạnh. Cái sức mạnh. Gọi là sức mạnh. Sức mạnh này vô giới hạn. Nếu chúng ta biết vận hành và biết đưa vào đó những nguồn lực, những năng lực. Các bạn hãy nghĩ giai đoạn này. Chúng ta bắt đầu là một đứa trẻ được sinh ra trên cuộc đời này. Vào cái thời điểm đó, chúng ta đã biết thế nào là sự giàu và nghèo trong cuộc sống này chưa? Chúng ta đã biết thế nào là thành công và thất bại chưa? Chúng ta đã biết thế nào là giàu và nghèo? Chúng ta đã biết thế nào là yêu thương, ghét bỏ, cáu giận hay tất cả những cảm xúc chưa? Chưa hề. Chúng ta chưa hề. Bởi vậy chúng ta sinh ra mới là một sức mạnh thuận với tự nhiên. Đói thì chúng ta khóc, cần thì chúng ta đòi, thích thì chúng ta cười, thấy khó chịu thì chúng ta khóc. Một cái sức mạnh nguyên sơ. Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó những đứa trẻ này bắt đầu được gì? Được sự nuôi dạy giáo dưỡng của gia đình, xã hội và môi trường. Gia đình, xã hội và môi trường. Tức là đứa trẻ này bắt đầu lớn lên và bắt đầu được bố mẹ nó rèn giũa bằng việc là cấm không được làm việc này, cấm không được làm việc kia, làm chỉ có đổ vỡ thôi. Rồi rất nhiều gia đình vì sự thiếu hiểu biết, hạn chế hiểu biết của bố mẹ thì bắt đầu con cái làm đổ vỡ cái gì đó.
thì bắt đầu là nhiếc móc thậm tệ con cái, thậm chí có hành vi bạo hành con cái, đánh đòn con cái. Thế thì đấy là những cái khoa học NLP thì gọi rằng đó là những cái tổn thương đầu đời. Ngay từ bắt đầu từ 1-2 tuổi, khi chúng ta sốt, chúng ta đói, rồi chúng ta vụng về tay chân, rồi chúng ta quấy quả, rồi là bị bố mẹ mắng rồi đánh đòn, thì đấy là những tổn thương đầu đời. Và ở cái thời điểm đó, cái đứa trẻ là không thể nào hiểu được tại sao nó bị đánh. Nó không có nhận thức để biết được tại sao bị đánh. Nó thấy cực kỳ vô lý. Thì đấy là tổn thương đầu đời. Thế rồi bắt đầu nó lớn lên, nó bắt đầu đi ra lớp học, bắt đầu đi ra mẫu giáo lớp 1, cấp 1, cấp 2. Thì ở trường học, nó bắt đầu bị bạn ê, bạn chê, bạn chia bè cáo cánh, bị cô giáo phạt, bị cô giáo gì, quở trách. Rồi bị cô giáo là đóng dấu vào nó rằng gì, là học sinh cá biệt, rất là dốt, rồi là kém thông minh. Cô giáo có thể nhận xét những cái điều như vậy. Và cuối cùng là nó, cái điều đó và sau một vài lần, thực sự là nó thấy rằng nó không làm được việc thật sự. Và bắt đầu nó cảm nhận như là mình là cái thứ đấy. Và trong rất nhiều các khóa huấn luyện của tôi thì đã phải trị liệu rất nhiều trường hợp như này. Và cuối cùng là họ phá tung được cái niềm tin giới hạn của họ ra. Và cuối cùng là họ đột phá trở thành con người hoàn toàn bình thường và mạnh mẽ. Tất cả những gì họ đã thu nhận được, tất cả những gì gọi là tri thức họ đã sống được cuộc sống, nó bùng nổ ra, nó phát tiết ra ngoài. Và mọi người đều cảm thấy phải ngạc nhiên trong có vài ngày thôi. Nên tôi mới mệnh danh khóa học của tôi là gì? 6 ngày trở thành đại bàng, hay 6 ngày thiết kế lại tương lai của chính bạn. Rồi cái đây là sức mạnh. Thì bắt đầu đến trường học bị tổn thương. Cái tổn thương của trường học là bị bạn bè bắt nạt nữa, chia bè cáo cánh. Rồi vào cái tuổi tiền trưởng thành bắt đầu lại yêu đương. Thế rồi là yêu đương rồi bỏ nhau, giận nhau rồi chán đời. Rồi khi lớn lên một chút nữa thì bắt đầu vào trường đại học. Thì cái chuyện về cảm xúc xã hội nó càng mạnh hơn, cũng lại tạo ra nhau những cái tổn thương nữa. Ở cái giai đoạn này thì chỉ có sống và yêu thì chịu nhiều tổn thương ở giai đoạn này. Thế rồi thì giai đoạn này cũng qua, rồi bước vào cái giai đoạn trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Thì bắt đầu là nghĩ đến việc phải kinh doanh, nghĩ đến việc phải kiến tạo sự nghiệp. Thế là bắt đầu vay vốn, huy động vốn của mẹ, huy động vốn của bạn bè, bắt đầu kinh doanh, rồi thất bại. Thất bại và bây giờ co rúm lại, không dám làm gì nữa. Đấy cũng là một tổn thương trong kinh doanh. Và bây giờ trở thành cái niềm tin giới hạn rằng là em không thể làm được. Rồi kể cả đến cái giai đoạn trưởng thành đi chăng nữa, nhiều người đã sống quá quen với cái vòng an toàn của mình rồi, bây giờ thúc đẩy làm cái gì đi cũng không dám làm. Bằng chứng là gì? Chúng ta khao khát rất nhiều nhưng mà bảo hành động đi không dám hành động. Chúng ta viện đủ lý do, bất kể là gì, mà cái đó là cái thay đổi tốt cho bạn, mà bạn lại viện lý do là bây giờ chưa phù hợp, thì đấy đều là lý do. Bởi vì mọi niềm tin giới hạn, mọi nỗi sợ hãi thì tất cả đều là dối trá. Tự cái bộ não của chúng ta bằng những cái trải nghiệm thất bại trong quá khứ đã trở thành một cái chương trình để dọa nạt chúng ta. Mà nếu chúng ta không học thì chúng ta không hiểu được. Và bởi vì chúng ta không được dỡ cái chương trình đấy, không được huấn luyện cái chương trình đó, nên chúng ta cứ tin là thật. Bởi vì đúng rồi, bởi vì nó chính là suy nghĩ của mình mà. Thì cái lớp thứ hai đấy, nó gọi là lớp tổn thương ấy. Đây này, nó đây này. Đấy, nó như những cái chấm đen này. Và đây gọi là lớp tổn thương. Nó bọc lại, đây gọi là tổn thương. Lớp tổn thương. Tất cả chúng ta đều bị cái lớp tổn thương này. Đều bị cái lớp tổn thương này. Và các bạn có biết không? Thay vì là chúng ta được ai đó chỉ ra điều này, để chúng ta biết rằng là chúng ta phải vào những cái nỗi đau này để bắt đầu hiểu đích xác nó là cái gì, thì không ai chỉ cho chúng ta điều đó. Không ai chỉ ra điều đó. Và không có ai huấn luyện để dỡ bỏ chúng ta cái điều đó. Minh chứng là nó hoàn toàn là dối trá. Và chúng ta tin nó là trải nghiệm của mình, tin nó là thật. Mà nhà Phật thì gọi đây là bản ngã. Chúng ta đã đồng hóa với cái bản ngã của mình. Và tất cả những cái thứ đó, nó truyền thông với mình, nó dọa mình. Và để mình bắt đầu là viện đủ cớ để phải né tránh những cái việc mà lẽ ra mình phải làm, thì lại né tránh. Và vì thế cuộc đời của rất nhiều người ngoài kia mới như vậy.
đây cái lớp tổn thương. Chúng ta ra sức thì bị rất nhiều cái lớp tổn thương này, đúng không? Rồi các bạn bắt đầu là dựng vợ gả chồng lập gia đình. Thì trong gia đình đấy bắt đầu gì? Câu chuyện kinh tế khó khăn, cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta trong việc va đập quan hệ vợ chồng và con cái sinh ra thì lại bắt đầu tạo ra những cái lớp tổn thương mới, là tổn thương mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Càng nhiều năm sống chung thì càng mâu thuẫn. Và nhiều đôi vợ chồng nói là lừa nhau mất rồi, hay là nói rằng gì, chúng tôi không thể hợp nhau, thôi bây giờ sống vì nghĩa với con chứ còn thì chẳng còn có điều gì nữa. Thì đấy là những tổn thương. Chưa kể rất nhiều người thì mất kết nối với bố mẹ, mất kết nối với anh chị em, tức là mâu thuẫn với bố mẹ anh chị em để có thể là không nhìn mặt nhau nữa. Và người ta cứ nói rằng là làm sao đó rất muốn nhưng mà không thể nào mà có thể gần nhau được, không thể nào mà nói chuyện được. Đúng rồi. Bởi vì đó là những cái tổn thương sâu sắc mà nếu các bạn không biết, không biết cách dỡ, không biết cách hóa giải thì nó còn gì hành hạ cuộc đời các bạn, hành hạ tinh thần thể xác các bạn. Mặc dù mình biết đấy là mẹ mình, đấy là bố mình, đấy là anh chị em ruột của mình, nhưng mà không thể, nó như là có một cái khoảng cách nào đó nó vô hình nhưng nó rất mạnh và khiến chúng ta rất đau. Nhưng đối với điều đó thì NLP thì quá đơn giản. 45 phút, 1 tiếng đồng hồ, cùng lắm là 1 tiếng đồng hồ bay sạch, trả lại cho bạn một cái tinh thần, tức là trả lại cho bạn một cái tinh thần mạnh mẽ. Như vậy tôi mới nói phần đầu là khoa học NLP đầy đủ những bộ công cụ để huấn luyện trị liệu, để có thể dỡ sạch mọi cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực, niềm tin giới hạn và những cái mâu thuẫn trong bản thân các bạn. Lớp 2. Và các bạn có biết không? Nào. Thay vì chúng ta được ai đó chỉ bảo hay chúng ta là phải hiểu biết để gì, chúng ta tấn công vào cái lớp này, cái lớp tổn thương này này để bắt đầu hiểu sâu sắc từng vụ việc một, nó là cái gì và dỡ bỏ nó, hóa giải nó, thì chúng ta lại tạo ra một cái lớp vỏ bọc, chúng ta tạo ra một cái lớp 3. Cái lớp 3 là cái lớp vỏ bọc, lớp vỏ bọc này, chúng ta tạo ra một lớp vỏ bọc dày để che giấu những cái tổn thương. Chúng ta tạo ra cái vỏ bọc này rất dày để che giấu đi. Ví dụ như là gì? Mâu thuẫn trong gia đình giấu nhẹm đi. Mất kết nối với bố mẹ, mâu thuẫn với bố mẹ cũng giấu nhẹm đi. Thất bại trong kinh doanh, nợ nần cũng giấu nhẹm đi. Sự khốn khó trong gia đình cũng giấu nhẹm đi. Mọi thứ đều giấu. Những tổn thương của cá nhân trong quá khứ cũng giấu nhẹm đi. Thì đấy gọi là lớp 3. Cái lớp 3 đấy là một cái lớp vỏ bọc. Cái lớp vỏ bọc này tôi gọi là cái lớp ok. Khi giao tiếp với nhau và dạo này công việc thế nào, nói chung cũng bình thường, ok, nói chung ok, nó cũng được. Dạo này công việc thế nào, nói chung cũng bình. Đấy, thu nhập tốt không, mà nói chung cũng đủ sống. Đấy, chúng ta tạo ra một lớp vỏ bọc lúc nào cũng ok, lúc nào cũng bình, lúc nào cũng đủ sống. Nhưng mà thực tế quay trở về với gia đình của mình, quay trở lại với thực tiễn thu nhập, chất lượng sống của mình thì ra sao? Chúng ta cứ giấu, càng giấu càng chết. Như các bạn thấy này, con người ta nói dối, đã nói dối với các bạn một lần ấy, thì sau đó có đi với các bạn rằng là chữa lại rằng hôm đấy tôi nói dối đấy không? Không. Lại phải nói dối tiếp. Nói dối tiếp. Cho nên là cái lớp 3 này, cái lớp vỏ bọc này, cái lớp vỏ bọc này nó cứ dày lên mãi. Và cái điều này thì những nhà huấn luyện như chúng tôi nhìn rất rõ, bởi vì cái điều này nó hiện lên khuôn mặt của các bạn. Nó hiện lên bởi cái vẻ ngơ ngác, nó hiện lên bởi cái vẻ sầu khổ, nó hiện lên bởi cái vẻ u ám. Mà các bạn lại cứ tưởng rằng người khác không biết được. Nhưng nó biết ngay chứ. Đôi mắt các bạn không còn tinh khôi, cái thần thái của các bạn không bao giờ được an nhiên. Nào. Thay vì gì, chúng ta phải chọc vào cái lớp, là chúng ta phải gì, không tiếc một thứ gì cả để chúng ta vào cái lớp. Chúng ta gì, bóc cái lớp vỏ bọc này ra. Cái lớp 3 này, lớp vỏ bọc này bóc ra để chúng ta có thể hóa giải được cái lớp 2 này này, để nó không bọc lại cái lớp sức mạnh bên trong này. Thì chúng ta ra sức là đi bọc lại nó, nén nó, và cả cuộc đời cứ đau khổ mãi. Và có một cái lớp nữa gọi là lớp thứ 4. Đây, lớp thứ 4. Cái lớp thứ 4 này là lớp gì? Người khác nhìn vào bạn. Ví dụ, nếu bạn bè của bạn ở một mức độ hiểu biết bình thường thì người ta sẽ nói rằng là dạo này trông nó cứ buồn buồn, dạo này trông có vẻ không ổn lắm,
hay nếu mà ai ổn ổn thì bảo ô dạo này trông khá phết. Họ không nhìn được cái tầng sâu là gì cả. Nhưng đối với những người hiểu biết, những người đã thành công, những người đã kinh qua nhiều, họ nhìn họ biết ngay lập tức. Ví dụ các bạn có thể là những người đi tuyển việc, đi xin việc, đi tuyển việc hay làm gì đó, hay đi chứng minh việc, chúng ta cứ gồng lên rằng em đã từng kinh qua cái này, kinh qua cái kia, rồi đã làm cái này, đã làm cái kia, chúng ta cứ gồng mình lên. Nhưng những người hiểu biết, người ta chỉ hỏi vài câu thôi, nhìn bạn người ta biết ngay lập tức. Cho nên chúng ta không cần phải gồng mình lên. Có sao chúng ta hãy thể hiện như vậy bằng một cái sự chân thành nhất. Chân thành nhất thì những người hiểu biết sẽ đánh giá cao cái sự chân thành bằng trái tim của các bạn, và người ta sẽ thấy sự chân thành đó thì người ta sẽ muốn giúp bạn và huấn luyện bạn. Còn nếu chúng ta càng gồng lên thì người ta càng thấy cái sự gì, cái sự thiếu chân thật, và cả hai dù có nhận đấy nhưng mà vẫn thủ thế với nhau. À, thì nói ra module này để làm gì? Để các bạn, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng con người ta ứng xử ở ngoài xã hội thế kia, ngoài cuộc sống thực tiễn kia, chúng ta hầu hết đều dùng lớp 3 để nói chuyện với nhau, để ứng xử với nhau. Cho nên là các bạn thấy rằng trong thực tiễn các bạn đi uống cà phê đi, rồi các bạn gọi điện thoại đi, các bạn sẽ nghe những cái câu như này, quen quen như này. À thế à, dạo này khỏe không? Và cũng bình bình khỏe. Hôm nào rảnh rảnh gặp nhau đi. Thế là đặt máy xuống. Hôm nào là hôm nào vậy? Chúng ta toàn dùng những lớp 3 để khách khí với nhau thôi. Rồi lúc nào gặp nhau đi. Lâu lắm rồi không gặp, lúc nào gặp nhau đi, cho nó vui. Thế rồi là gặp nhau rồi ngồi ở quán cà phê thì sao? Cứ hỏi những cái chuyện đâu đâu ấy, không đi thẳng vào vấn đề. Cứ hỏi dạo này thế nào. Thế rồi đứng dậy thì không biết là nói cái chuyện gì. Xong đứng dậy là bảo hôm nào gặp nhau. Nhưng có hôm nào nữa không? Không. Bởi vì cái cuộc chuyện đấy nó nhạt, nó chả giải quyết được gì và không muốn gặp nữa. Các bạn cứ ngẫm vào thực tiễn cuộc sống. Khi tôi chia sẻ với các bạn, huấn luyện các bạn, thì tôi muốn các bạn ngẫm thực tiễn. Ngẫm ra thực tiễn có phải như vậy không? Và nếu chúng ta còn sống một cách hời hợt như vậy, nếu chúng ta cứ dùng cái lớp vỏ như vậy để bắt đầu ứng xử với cuộc sống này, thì cái kết quả chúng ta nhận lại nó là tương ứng như vậy. Cái sức mạnh của chúng ta sẽ mất hết. Các bạn cứ nghe những cái startup người ta trích lại của những người thành công là sao? Như là Henry Ford nói rằng gì? Bạn nghĩ rằng bạn không thể hay bạn có thể, bạn đều đúng. Hay là gì? Brian Tracy ông nói rằng gì? Bạn sẽ là điều bạn nghĩ. Đúng không ạ? Bạn nghĩ bạn có thể hay bạn không thể, bạn đều đúng. Nhưng mà tại sao bạn lại nghĩ có thể và không thể vậy? Là bởi vì nó xuất phát từ những trải nghiệm của bạn. Và những cái trải nghiệm đấy nó đúng không? Trải nghiệm đấy là sự thật. Nhưng cái cách nhìn của chúng ta, kết luận vấn đề của chúng ta sai hết cả. Cho nên nó mới trở thành một cái chương trình bên trong và nó chỉ đạo chúng ta bên ngoài hành động như hiện nay. Và sai hết. Nên mới kiến tạo một cuộc đời thất bại nhiều như này. Bây giờ cứ loay hoay, cứ bế tắc. Loay hoay bế tắc rồi đến khi bắt đầu thành lập gia đình rồi thì mâu thuẫn trong cả gia đình. Chỉ vì bắt đầu từ kinh tế. Rồi, thì đây là tôi muốn nói cái điều này để chúng ta đều nhận ra rằng chính các bạn đây này. Có phải các bạn cũng dùng cái vỏ này gọi là ok không? Dùng vỏ này ok không? Thay vì là các bạn gì? Phải bắt đầu là gì? Chọc vào cái phần này. Phải đầu tư vào bản thân mình để bắt đầu hiểu biết cái phần trong này này, dỡ bỏ hóa giải nó đi. Thì chúng ta ra sức bọc lại. Thì đấy là một cái sai lầm chết người, tự hại cuộc đời của mình. Và như hôm nay thì tôi viết tôi đẩy một cái bức của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đấy. Con người chúng ta bị stress, thất bại, đau khổ là bởi vì sao? Bởi vì họ trói buộc bởi chính suy nghĩ của họ. Đây này, trói buộc bởi đúng cái thứ này này. Cái sức mạnh bên trong này này bị trói buộc. Trói buộc bởi những gì? Những tổn thương lớp 2 trong cuộc đời này. Và họ không hiểu được cái tổn thương này là gì. Cho nên họ tiếp tục dựng lên cái lớp 3 để tự gì? Tự đồng hóa mình, để trói buộc mình lại. Đấy là cái sai lầm chết người mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, vậy thì tôi muốn các bạn ngộ ra, hiểu ra vấn đề này, để mà đừng giấu giếm cái lớp 2 tổn thương thì đừng bọc nó nữa. Các bạn đã từng nằm đau khổ như thế nào? Các bạn đang đi làm nhưng các bạn cứ thấy nó bứt rứt thế nào?
thì hãy mạnh dạn tháo bỏ nó ra, mạnh dạn tấn công vào nó. Còn cái việc có quyết định hay không tùy các bạn. Chúng ta phải có đủ, chúng ta phải có những cái công cụ đúng, những cái kiến thức đúng thì chúng ta mới tấn công được vào lớp này. Và chỉ khi nào bạn dỡ được cái thứ này ra thì lúc đó sức mạnh bên trong này, cái sức mạnh đỏ này nó bắt đầu mới công phá ra. Và bạn lúc đấy bắt đầu mới bật hết được cái lớp tổn thương, bật hết được lớp vỏ. Và cái an nhiên của bạn, cái thần thái của bạn, cái sức mạnh của bạn, cái đấy nó gọi là sự tự tin, nó mới bong ra ngoài. Sự tự tin có được là từ đâu? Là từ những năng lực mà bạn có. Năng lực mà bạn có. Bởi vì bạn biết chắc rằng bạn làm thế này được cái gì, bao giờ nó sẽ đẹp được. Cho nên bạn cảm thấy an nhiên, bình thản trước mọi biến cố. Và bạn có cái năng lực để có thể nhìn mọi thứ. Và không có gì gọi là rủi ro, hay không có gì gọi là vấn đề hay khó khăn trước mắt các bạn. Thì khi có cái năng lực đó thì các bạn sẽ bắt đầu an nhiên để kiến tạo cuộc sống này. Bây giờ tôi chia sẻ với các bạn cái mô đun gọi là trận bóng cuộc đời. Gọi là trận bóng cuộc đời. Trận bóng cuộc đời. À, tôi sẽ vẽ đây. Trận bóng cuộc đời. Cho đến hiện nay thì cái tỷ lệ trung bình tuổi của người Việt Nam đã lên đến trên dưới 80 tuổi rồi. Và vài năm tới thì chúng ta cứ mặc định là có thể lên đến 90 tuổi. Thì cuộc đời của một con người chúng ta diễn ra từ 1 đến năm 90 tuổi. Đây. Chúng ta sẽ biểu thị rằng là từ 1 tuổi cho đến 90 tuổi là một đời người. 1 tuổi đến 90 tuổi là một đời người. Vậy nó phân đoạn ra thì chúng ta đã sống như thế nào? Sống như sau. Từ năm 1 tuổi cho đến năm 20 tuổi. Cái giai đoạn 20 năm này thì chỉ được gọi là giai đoạn gì? Chuẩn bị thể lực mà thôi. Tức là một cầu thủ giai đoạn này là gọi là luyện thể lực để có thể lực để vào trận đấu mà thôi. Chứ chưa có cái kỹ thuật gì cả. Vào phải tập chạy bộ đã. Tập chạy 10 cây số, 20 cây số đã, 30 cây số đã để cho cái lực bền sức bền đã. Đấy, thì giai đoạn nó giống như cái quy ra trường đời của chúng ta. Thì cái giai đoạn mà một người sinh ra từ 1 cho đến 20 tuổi này chỉ được coi là cái giai đoạn chuẩn bị thể lực cho mình thôi. Đây là giai đoạn chuẩn bị thể lực. Giai đoạn thể lực, chuẩn bị thể lực. Thể lực. Sau giai đoạn thể lực này thì sẽ đến giai đoạn tiếp theo. Là giai đoạn bắt đầu là tập kỹ thuật. Tập kỹ thuật này thì quy ra cuộc đời nó cũng tương ứng với việc là mỗi một cá nhân chúng ta bắt đầu vào các trường đại học, vào trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hay dạy nghề nào đó. Thì thông thường cứ ta lấy chung nhất đi là 5 năm. 5 năm. Thì từ năm 20 tuổi này đến năm 25, đây được gọi là giai đoạn là chuẩn bị kỹ thuật. Kỹ thuật để đá. 25 tuổi. Thì giai đoạn này được gọi là giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật để đá. Kỹ thuật để đá, đá bóng. Kỹ thuật. Kỹ thuật. Đúng không ạ? Thì giai đoạn này thì các bạn thấy là có những người thì vào trường kinh tế, có những người vào trường thương mại, có những người vào trường ngoại thương, có những người vào trường bách khoa, có những người vào được những trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Mỗi người vào một trường khác nhau. Thì khi vào trường đó, rồi trường kế toán, thì có phải là các bạn đã học được một cái kỹ thuật để hy vọng rằng bắt đầu ra đời chúng ta sẽ làm việc không? Đấy, thì đây có coi là 5 năm chuẩn bị kỹ thuật. Và sau giai đoạn là chuẩn bị kỹ thuật này thì chúng ta sẽ bước vào đá hiệp đầu tiên. Đá hiệp đầu tiên của cuộc đời này. Thì hiệp đầu tiên này kéo dài 15 năm cho đến năm 40 tuổi. Từ 25 tuổi cho đến năm 40 tuổi thì được coi là hiệp đá đầu tiên của cuộc đời. Hiệp đá đầu tiên. Đây được coi là hiệp 1. Hiệp 1. Tại hiệp 1 này
tại hiệp 1 này, nếu như tại hiệp 1 này nếu như bạn đá và bạn tạo ra cái mức thu nhập là đang có cái mức thu nhập là 2.000 đô la Mỹ một tháng trở lên, 2.000 đô la Mỹ một tháng trở lên thì coi như là tạm là bạn đang đá thắng 2.000 đô la Mỹ một tháng, thì bạn đang tạm đá thắng. Tạm nghĩa là sao? Nghĩa là bạn phải biết dùng cái tiền này làm cái gì thì bạn mới thắng thực sự, tạm thắng. Còn nếu như mà cái giai đoạn này mà bạn chỉ có cái mức thu nhập à, mức thu nhập mà khoảng là dưới 20 triệu, 15 triệu, dưới 20 triệu thì coi như là bạn đang đá thua, đang đá thua. Mà còn dưới 10 triệu nữa thì thua trắng rốn rồi. Bởi vì với cái mức là thu nhập dưới 10 triệu thì cuộc sống cực kỳ là eo hẹp rồi. Thế còn nếu như mà trên 10 triệu, 15, 20 triệu thì gọi là cứ phải chắc bóp thắt lưng bục bụng thì mới tiết kiệm được cái điều gì đó cho cuộc đời này. Thì như vậy là đá thua, đá thua. Cứ loanh quanh trên dưới 15 triệu một tháng là đá thua. Và tôi là điển hình cho cái giai đoạn này. Thu nhập chỉ loanh quanh có 10 đến 12 triệu thôi suốt mấy chục năm trời. Và lúc nào cũng gì, tiền chưa về đến ví là bị bay sạch rồi. Lúc nào cũng phải giật gấu vá vai. Thế và cái giai đoạn này thì nếu mà cái kinh tế mà eo hẹp như vậy thì nó rất là cực hình. Rất nhiều thứ nó xảy ra cuộc đời. Đi đâu cũng mất tự tin. Làm gì cũng không ăn lên ăn nói nó lên lời gì cả. Rồi chẳng dám ăn to nói lớn cái điều gì cả, chẳng dám tự tin cái điều gì cả. Rồi đi học cũng chẳng dám đi học, làm gì cũng không dám làm gì cả. Và trông thì nó có vẻ gì nó rất là thiếu tự tin, rồi nó rất là không ổn, không phong độ, rất ổn. À, hôm nay các bạn có thể vào cái Facebook của tôi này. Tôi mới đăng cái hình của tôi là cách đây 26 năm trước, và đặc biệt là trước năm 2017. Là một nhà báo đấy, nhưng mà các bạn thấy cái thần thái ra sao? Nó rất là buồn. Trông nó khá là bạc nhược. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cảm thấy cuộc sống nó cứ bình như vậy. Nó ổn ổn như vậy, nó thiếu thiếu như vậy. Đi cái xe máy ổn định, đi cái đôi giày ổn định. Về nhà ở cái giường ổn định, mặc bộ quần áo ổn định rất là lâu. Cái gì cũng ổn định. Nghèo ổn định. Nào. Vậy hiệp 1 thua. May là hiệp 1 thua này. Thì tôi còn nhận ra ở cái giai đoạn hiệp phụ. Nếu mà chúng ta nhận thức được là hiệp 1 đá như vậy là thua rồi, chúng ta không thể nào duy trì được, chúng ta không nên duy trì cái lối đá đi nữa, phải thay đổi cái lối đá này thôi. Thay đổi cái gì? Thay đổi cái kỹ thuật mà chúng ta đã học được thôi. Ví dụ như các bạn ấy, tốt nghiệp các trường đại học ra, bây giờ làm công ăn lương có đủ ăn không? Và cái mức lương như vậy đấy, đang đá thua. Đá với cái kỹ thuật được đào tạo được học này, thua. Phải học cái kỹ thuật khác để thay đổi. Nếu như bạn gì không đồng ý, không hài lòng với cuộc sống của bạn hiện nay, thì nếu bạn không hài lòng thì rất may, bạn có 5 năm, 40 đến 45. Giai đoạn này là 15 phút nghỉ giữa hiệp. Nghỉ. Nghỉ để bạn làm gì? Bạn sốc lại kỹ thuật, sốc lại đội hình. Bạn phải xem xét lại toàn bộ rằng là hiệp 1 mình đá như vậy là thế nào. Và rất may cho những ai còn đang giữ hiệp 1, bạn sẽ tính ngay được lập tức rằng gì? Nếu bạn tiếp tục làm cái nghề ăn công ăn lương ổn định như thế này thì bạn tính ra lương rồi, chi phí gần đấy, lương ổn định gần đấy, mỗi 3 năm sẽ tăng lên một chút phần trăm như vậy. Bạn sẽ tính đến lúc về hưu, nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi, nó là bao nhiêu ngay lập tức, bạn tính được mà. Đấy, một cuộc đời nó như vậy đấy, một cuộc đời ổn định nó là như vậy. Thì đến giai đoạn 45 thì tôi bắt đầu sực tỉnh ra và tôi sốc, tôi phải sốc lại kỹ thuật, phải thay đổi kỹ thuật thôi. Bằng việc gì? Đầu tư vào phát triển bản thân, đó là khoa học NLP. Và như vậy thì bắt đầu là từ 45 cho đến 48, đúng là 3 năm nay rồi, thì bắt đầu tôi đá sang hiệp 2 với cái gì? Tôi đá vẫn vậy thôi. Đã. Hiệp 2 tôi đá vẫn công lực như vậy, nhưng mà cuộc sống lại dễ thở hơn, tinh thần lại sung mãn hơn, sức khỏe lại tốt hơn, và cái chất lượng hiệu quả nó đã gia tăng đến rất nhiều phần trăm rồi. Bởi vì sao? Các bạn thấy này, tôi vẫn có cái bộ não này, nó không nặng hơn bao nhiêu cả. Bộ não này của tôi trong mấy cái năm qua nó không nặng hơn 5 cân, 10 cân để bảo rằng ở trong đó nó phải chứa cái thứ gì đó.
chân tay của tôi không dài hơn mấy mét. Cái âm lượng của tôi không nói to hơn. Đôi mắt của tôi không sáng hơn, nhìn xa hơn. Đôi tai của tôi không thính hơn. Mọi thứ nó vẫn như cũ. Chỉ có đơn giản là tôi đã đầu tư vào, đầu tư vào những cái kiến thức, những cái kiến thức, những kỹ năng, những chất xám cần để thay đổi được cái chương trình trong mình, cái chương trình trong bộ não mình, đó là khoa học NLP, để thay đổi được cuộc đời mình. Và bây giờ thì sao? Cứ 2 tuần ở Hà Nội, 2 tuần thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì tôi đang ở khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Để cuối tuần này, thứ 6, thứ 7, chủ nhật lại bước vào đợt 2 của một khóa huấn luyện NLP Prep, 6 ngày thay đổi cuộc đời cho rất nhiều học viên. Và 17 tôi lại bay ra để 20, 21, 22, 27, 28, 29 là một khóa học huấn luyện tiếp theo ở ngoài Hà Nội. Và tôi đang muốn cái điều này nó lan tỏa các tỉnh thành nữa. Vậy là cuộc sống của tôi như vậy đấy. Ngày xưa thì tôi đã từng ước ao rằng là trời rất là hay, mình mà có nhà ở thành phố này, xong mình đi chỗ này, mình đi được đi du lịch như này thì tuyệt vời. Và bây giờ thì nó trở thành sự thật. Nó trở thành sự thật. Làm thế nào để chúng ta có thể làm được điều đó? Buổi live stream buổi trưa hôm nay, khi tôi nói rằng là cái bí mật sự thịnh vượng số 3, cho đi. Nhưng làm thế nào để cho đi? Để có cái năng lực cho đi, ta phải đầu tư vào mình chứ. Mình mới có, mình mới cho đi được. Vậy là tôi đã gì? Đã đầu tư vào trong giai đoạn là 44 năm, tôi đã sốc lại đội hình, thay đổi cái kỹ thuật. Cái kỹ thuật là nhà báo này. Học đại học rồi học sau đại học của nhà báo này. Thì cái thứ này bây giờ nó là một cái kỹ thuật phụ trợ. Tức là cái kiến thức đó nó là một cái kiến thức nền tảng để tôi bắt đầu tiếp tục là đặt cái kiến thức của NLP, bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ những nguồn lực của mình, đã bắt đầu tạo ra một chương trình mới để hành động hiệu quả hơn. Dỡ bỏ hoàn toàn những niềm tin giới hạn, dỡ bỏ hoàn toàn tất cả những cái thứ gì nó ngăn cản cuộc đời mình, nó ngăn cản hành động của mình, ngăn cản cái tư duy suy nghĩ của mình để bắt đầu tiến hành động. Và bây giờ tôi đang rất hài lòng, rất là viên mãn, rất hạnh phúc. Mỗi buổi sáng dậy nó hoàn toàn thư thái và cảm thấy rất yêu cuộc sống này, yêu con người. Thì hiệp 2 tôi đang đá thắng. Và đang đá thắng gấp 10 lần. Tôi gấp bao nhiêu đấy? Gấp rất nhiều lần cái bên này. Thôi cứ tạm thời đấy đi. 20.000. Hiệp 2. Và ngày càng tôi tiếp tục càng khuếch trương mở rộng tất cả những cái lan tỏa này ra nữa. Thì từ giờ cho đến đến gì? Đến 90 tuổi thì tôi vẫn tiếp tục điều này. Và mẫu hình của tôi là ông Bob Proctor, nhà huấn luyện số 1 về luật hấp dẫn. Ông là tác giả của cuốn gì? Cuốn Bí mật luật hấp dẫn, 1 tiếng 46 phút trên video. Thì cái mẫu hình của tôi là ông. Cả cuộc đời này sẽ dành cho việc là học những cái kiến thức tư duy cao nhất để bắt đầu tiếp tục chia sẻ, tiếp tục chia sẻ, giúp mọi người thành công và hạnh phúc. Thì đấy là cái tiến trình. Thế thì khi theo đuổi cái nghiệp này, đá hết hiệp 2. Hiệp 2 thì bắt đầu từ 45 đến cũng là 15 năm tiếp theo. Là từ 45 đến 60 tuổi cũng đã là 15 năm. Và nếu chúng ta hiểu được là hiệp 1 đã thua thì chúng ta phải sốc lại đội hình, thay đổi kỹ thuật. Sau đó thì hiệp 2 chúng ta mới đá thắng được. Hiệp 2 chúng ta mới tạo ra mức thu nhập là gấp 10 lần, gấp 20 lần được. Bởi vì chúng ta vẫn có đủ những cái năng lực đó, vẫn có một bộ não, vẫn có cái miệng này để nói, vẫn có đôi mắt để đôi tai để nghe, để chúng ta lĩnh hội toàn bộ cái kiến thức. Và thay đổi cái chương trình bên trong đi, để bắt đầu nó trở thành cái hành động hiệu quả bên ngoài. Và hiệp 2 đã thắng. Và hiệp 2 đã thắng như vậy thì chúng ta mới có tích lũy. Và rồi đến cái tuổi về hưu, về hưu từ 60 đến 90, ta mới về nghỉ trong viên mãn. Trong viên mãn. Nếu là các bạn là chủ doanh nghiệp thì đến cái giai đoạn hết tuổi về hưu, có thể là gì, 45, 50, 52 đến 60 là cùng chẳng hạn, thì về hưu trong viên mãn, bởi vì bạn có cái tích sản. Nhưng nếu có một kịch bản khác, nếu bạn không nhận ra rằng hiệp một đã thua, bạn không nhận ra rằng cái thời gian nó đang gì, nó đang ăn hết của bạn, cái cuộc đời, thì bạn sẽ tiếp tục hiệp 2 cho đến năm 60 tuổi. Và bạn biết đấy, bạn sẽ về hưu. Bạn sẽ về hưu với mức lương là gì? 70% lương cơ bản. Mà lương cơ bản thì bây giờ đâu đó hơn 1 triệu một chút. Thì giả sử bạn về hưu là gì? Là bậc 5 hay bậc 6 thì nghĩa là 5 hay 6 triệu. Mà 70% của 5 hay 6 triệu đấy bạn nhân ra 7535 tức là 3,5 triệu. Và nếu là bậc 6 thì 6 triệu đấy chẳng hạn. 6,742, 4 triệu một tháng. Thì nếu bạn ở cái bậc đấy rồi thì cái mức đó thì thôi, cũng người già thì tầm tiện lại cũng đủ sống thôi. Nhưng đó là một cuộc sống mà tôi thấy rằng nếu là tôi thì tôi không đồng ý cuộc sống như vậy. Chưa kể những người, đấy là những người có lương hưu. Còn chưa kể những người lao động tự do, những người gì
làm những cái ngành nghề mà nó mang đòi hỏi là cơ bắp thì cái mức lương rất thấp. Thì đến năm 60 tuổi này, nếu mức lương bạn thấp như vậy thì bạn cũng sẽ kiến tạo ra những cái thế hệ thứ hai, tức là con của bạn, cũng không thể nào mà đột phá khác bạn được, bởi vì đó là phiên bản của bạn. Và những đứa con của bạn bắt đầu dựng vợ gả chồng lập gia đình, nó có cuộc sống của nó có nuôi được bạn hay không? Và nếu nó không nuôi được bạn thì bạn tiếp tục phải đá hiệp phụ. Cái đây gọi là từ 60 tuổi đến 90 tuổi gọi là đá hiệp phụ. Hiệp phụ. Bạn phải đá hiệp phụ. Bởi vì nếu bạn không có lương hưu, không thể sống tằn tiện được, thì bạn phải buộc ra ngoài kia. Và bạn nhìn đấy, rất nhiều người già là đang gì? Bán chè chén, bán vé số, rồi là làm bảo vệ các tòa nhà cao tầng ở vỉa hè. Rồi là những người phụ nữ thì muối dưa cà bán ở chợ. Đấy. Tất cả nếu không chuẩn bị, không tỉnh ngộ được toàn bộ cuộc đời mình nó diễn ra kiểu này, thì kiểu gì đến năm 60 tuổi hết tuổi lao động, đến 90 tuổi, 80 tuổi gì? Phải đá hiệp phụ. Phải ra vỉa hè để đá hiệp phụ vào một cuộc đời như vậy. Và nếu có bệnh tật nó xảy ra nữa thì đây là một cuộc đời như thế nào? Thì chúng ta phải tính, phải sức tỉnh, tỉnh ngộ ngay từ bây giờ. Đừng bao giờ đổ lỗi, đừng bao giờ viện cớ bởi cái điều gì nữa. Hãy bắt đầu thay đổi thôi. Hãy nghiêm túc nhìn nhận vào cuộc đời mình để thay đổi thôi. Và khoa học NLP sẽ giúp để chúng ta thay đổi. Giúp chúng ta thay đổi. Và đây là một chương trình tôi huấn luyện dài hơi. Dài hơi. Còn nếu các bạn muốn thay đổi nhanh thì đương nhiên rồi, có những khóa học. Không thể khác được. Chúng ta muốn gì? Muốn thành công nhanh, chúng ta muốn siêu tốc, thì chúng ta buộc phải gì? Phải đầu tư. Không thể khác được. Và tôi khi chia sẻ với các bạn free thế này cũng mong muốn rằng là phải chậm rãi, phải kiểm soát được các bạn, phải thúc đẩy được các bạn. Chứ không thể nào mà nói khơi khơi trong vòng độ khoảng tầm một tháng thôi đã hết toàn bộ chương trình, sau đó không ai hành động gì cả. Như vậy rất lãng phí. Như vậy rất lãng phí. Và sau buổi livestream này thì tôi sẽ có những bài tập để giao cho các bạn. Bây giờ thì buổi đào tạo xin được phép dừng ở đây. Tôi hy vọng rằng cái buổi huấn luyện hôm nay đã gợi cho các bạn nhiều những ý tưởng hay nhiều những suy nghĩ để các bạn ra những cái quyết định cho cuộc đời mình. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại.